quý chú anh chị và các bạn là các vị quan âm. Quý vị quan âm này là đại diện cho xã Châu Phong của Tân Châu, tỉnh An Giang, quý cô chú anh chị. Sau đó là ông trưởng ban tổ chức sơ qua có già nhiều
để nhắc nhở cùng với anh em để chấp thành cái nội quy mà được phân công. Giờ đây chúng ta đã hết cái chương trình, kính mời toàn thể quý vị đồng đứng lên để chúng ta làm lễ chính thức tôn giáo và chúng ta đi diễn hành. Rồi, đánh lại cái này đánh và bên trong mời tất cả những người đạo đạo anh em và thứ trước trước cái hội cái hội trường của ba cái chuyện của mình đó mời quý vị ra tất cả để chúng ta trước khi đi hành lễ đại lễ 18 tháng 5 thì theo sự hướng dẫn của ban tổ chức thì mình phải nghi thức tôn giáo. Trước khi đi hành lễ đại lễ 18 tháng 5 thì theo sự hướng dẫn của ban tổ chức thì mình phải nghi thức tôn giáo. Giờ mới đến là những gì rồi? Những gì? Đúng chưa? Nó tới này là chưa này. Rồi đứng trên trang em cái gì? Tất cả chúng ta quay về trong để nghi thức tôn giáo. Chấp tay về đội cảnh lễ tôn giáo đồng tỉnh ba xã. Chỉnh lễ người ta bảo với chúng rằng đồng tỉnh ba xã. Chỉnh lễ Kim Dung Thầy đồng tỉnh hai xã. Tất cả quý nhà phía trước và phong thêm. Chỉnh lễ bảo thêm đồng tỉnh ba xã. Xong, thay mặt ban tổ chức thành thật cảm ơn quý vị. Dạ, trân trọng kính mời toàn anh. Chúng ta trước khi đi diễn hành thì diễn hành đại ban cơ sự mời đoàn lân nổi trống lên. Thank you.
Dạ, chào chú. Thì được biết là như cái thông lễ hàng năm là tới lễ Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5. Thì như năm nay thì như xã Châu Phong của mình đó là có những cái điểm gì mới trong cái lễ năm nay vậy chú? Năm nay thì nói chung cái thành tựu năm nay thì đại lễ lần thứ 484 của ngài Đức Bình Giáo Chủ Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm 2023 thì xã Châu Phong năm nay thành tựu có tổ chức được một cái chiếc xe hoa. Dạ. Mang danh là ở dưới thì mang chân tòa sen, ở trên thì vũ công thì gọi là Quan Âm, hai bên hai đứa đồng tử. Dạ. Và hai nữa thì cái danh dự nhất là năm nay được là Lăng Châu Phong tổ chức thêm một cái đoàn lăng. Dạ. Đoàn lăng mã thì sau phụ trách thêm của cháu vua cháu điện nó cũng hỗ trợ thêm. Dạ. Thành ra cái khoản năm nay thì nói chung cái thằng Châu Phong năm nay cũng có một nhiều cái khoản nổi bật hơn là các năm trước. Dạ. Với lại năm nay thì thấy cái không khí hết dịch với lại bà con cũng phấn khởi trong cái đợt lễ năm 2023 thì nói chung phần năm 2023 này nó nhiều cái tinh thần đổi mới lắm. Nói chung là dịch bệnh đã qua rồi, tinh thần con bà con nó là làm ăn thì cũng kinh tế cũng dồi dào ha, được sống. Dạ. Nước cái sống cũng được bình yên dân sự. Dạ. Thì nó nói vậy thì tham gia cái cuộc lễ năm nay nó có sự hoành tráng hơn các năm trước. Dạ. Dạ, với lại chú sẵn cho con hỏi là cái chương trình lễ của mình là ở xã Châu Phong là như thế nào chú? Châu Phong mình cái đoàn tín hội cái đoàn xe hoa. Dạ. Xe hoa mình chuẩn bị đây là hiện giờ chuẩn bị là đi qua bên nào gọi lòng vòng Khiến Long Phú á. Dạ. Mình tập trung nó chính chiếc rồi mình đi lên cầu Dược Long An, mình không lên cầu. Dạ. Rồi mình đổ về Long An Châu Phong vô. Dạ. Xuống cầu qua đây cầu Diệm Kinh đó mới trở về Lê Chánh Phú Vĩnh. Dạ. Rồi vòng Khiến rồi mỗi người đi về nhà. Dạ. Rồi ngày mai đó cũng giờ này tiến hành mình đi về là Long Sơn. Dạ. Long Sơn tập trung ăn bữa cơm rồi bắt đầu mình về là ăn hòa thị. Dạ. Đó, rồi ngày bữa 17 giờ mình sang 16 với 17 dưới rồi bắt đầu sang 18 đó, sáng 17 sáng 18 là mình đi với thỉnh ăn vị chân dung xong rồi bắt đầu có khoảng 11 giờ. Dạ. Là xong 11 giờ là xong buổi lễ ha. 11 giờ không có về đây là coi như là đêm 18 là chinh chiến đây luôn ở Vĩnh Sương. Dạ. Còn ngoài Vĩnh Sương tới nhà ngày mai rồi mình Vĩnh Sương. Vì nói chung là tất cả các ban trị sự ở các nơi các xã là đều tập trung về bên An Hòa Tự hết. Về An Hòa Tự hết. Dạ. Nếu mà các xã nào có xe hoa. À. Dạ. Vậy là cũng tùy ha chú ha. Chứ không phải xã nào cũng có xe hoa ha. Không, tùy sức của địa phương. Dạ. Dạ thì sẵn đây con cũng xin chúc cho chú cũng như là quý bà con Phật tử được nhiều sức khỏe của bên Hòa Tôn Giáo Hòa Hảo chứ Phật tử. Dạ. Dạ có nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc. Dạ. Thay mặt ban tổ chức thành thật cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Dạ chào chú. Thì được biết là chú là chủ của chú Lăng Mã nè chú. À, chú là chú Tư Ơ làm từ hồi xưa tới giờ là cha truyền con nói là làm cái con lông mã này. Dạ là làm từ hồi xưa rồi hả chú ha. À, rồi một thời gian đó là cũng gián đoạn thì cũng gỡ mười mấy năm gì đó. Dạ mấy năm mới có làm lại một người thì. Dạ thì năm nay thì chỗ ban trị sự của xã Châu Phong mình cũng có xuất hiện thêm chú Lân Mã ha. À. Dạ, chẳng cho con hỏi là chú Lân Mã này là chú làm là khoảng bao lâu mới xong? Này làm khoảng nửa tháng. Dạ, nửa tháng nữa hả? À. Nửa tháng mới xong. Mà cái theo một mình chú á. Dạ. Ví dụ mà có phụ thêm nữa thì nó mau. Dạ, đúng rồi, có nhiều người thì nó. Dạ. Công đoạn nó nhanh hơn. Còn Lân Mã nhìn đẹp quá rồi quý bà con. Vậy là lúc trước chú cũng có cái đoàn lân luôn? Có. Dạ. Đây đoàn lân tên gì vậy chú? Cái tên của cái đoàn mình hồi cái đoàn hồi xưa đó là. Dạ. ông Bảy Ngờ. Dạ, đoàn ông Bảy Ngờ là chuyên về Long Mã ha. Dạ, chuyên về Long Mã. Dạ. Cũng như tôi đứng ra tôi làm đó là tôi là cháu của ông Bảy Ngờ. Dạ, cháu của ông Bảy ha. Cha thì con nấu là trước kia là ông già thì là tên Nhân. Dạ. Ông qua đời rồi. Dạ. Hôm nay có thêm chú Lân Mã nhìn thấy vui chú ha. Dạ.
Thấy nó sơm chút. Vậy là ở trong đó chắc là sườn bằng tre bằng nhôm. Nhôm luôn. Nhôm. Dạ. Dễ nặng dữ hả chú ha. Thôi con cũng xin cảm ơn chú ha. Chúc chú có một cái mùa đại lễ thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Dạ. Trước mặt quý cô chú anh chị và các bạn là đoàn xe của xã Châu Phong, Tân Châu, An Giang quý cô chú anh chị. Thì được biết năm nay thì ở xã Châu Phong có tới 4 vị Quan Âm Bồ Tát rất là đẹp và uy nghi luôn đó quý cô chú anh chị.